Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Sạp Đường 8. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu cho các bác đó là một mẫu xe địa hình của dòng Gian nhé. Thì đây là một mẫu Gian xe đạp ATX 720 bản mới nhất 2020 này. Thì đây là một mẫu xe đang bán rất là chạy ở sau em trong thời điểm hiện tại này với mức giá đó là 10 triệu đổ về. Đấy, thì con này thì tại sau đang bán mức giá 8 triệu 550 ngàn thôi. Đấy, con này thì nó là một cái bản ATX 720, nó là một cái bản gọi là xe rất là mới, tên rất là mới của dòng Gian luôn, dòng ATX. Thì trước đó đã được rất nhiều các tay dơ xe cũng như là các bác săn đón về cái mẫu này rồi, thì cũng như là mẫu này nó đã ra được một thời gian được tầm 2-3 tháng, hiện tại sau lòng bán rất là chạy. Em quay luôn cho bác xem cái clip của con này nhá. Thì con này sở hữu cho mình đó có một bộ cấu hình khung là hợp kim nhôm và phuộc là phuộc dầu group đó là Siolo Tunday, gồm 3 đĩa và 7 níp phanh nhập phanh thủy dầu và trục nó là đúc bị bạc đạn nhá. Thì chỉ từ 8 triệu 550 ngàn là các bác sở hữu ngày bộ xe Gian ATX 720 này rồi. Đấy, thì đường link mẫu xe này em sẽ để ngay bên dưới để các có thể vô tìm hiểu kỹ hơn chi tiết mẫu xe này nhá. Còn bây giờ thì em sẽ quay cho xem chi tiết cận cảnh của xe này xem có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên thì khung thì nó được là khung hợp kim nhôm, thì em cũng vừa giới thiệu cho các bác. Đấy, từng mối hàn nó này các bác sẽ thấy nó là rất là đẹp luôn. Sơn là sơn tĩnh điện hai lớp nhá, sơn chống xước cao cấp, đây là sơn bóng. Đấy, cực kỳ ok luôn. Dây ở đi âm sườn sẽ bảo nguội, bảo quản cho mình cái dây tốt hơn. Và đường đĩa nó được thiết kế là hợp kim thép đúc nhá, với một cái lớp nhựa vỏ ngoài sẽ bảo vệ cho cái chân điện bên trong sẽ đỡ bị ảnh hưởng khi bị nước vào. Và đĩa sẽ gồm cho mình tới 3 tầng đĩa, trục giữa của nó là trục đúc bị bọc đạn nhé. Của đế trước Shimano Tunday và của đế sau là Shimano Tunday, toàn bộ là bản mới nhất hết nhé. Đĩa sẽ gồm cho mình 7 tầng đĩa, đĩa con này là xin đĩa của Shimano nhé. Mayer của nó là Mayer của Gian bị bọc đạn và khóa nhanh. Và con này trang bị cho mình đó là một cặp phanh thủy dầu Shimano nhé. À xin lỗi, một cặp phanh thủy dầu Techco nhé, thương hiệu rất là nổi tiếng. Chỉ có dòng Gian nó toàn lấy cái Techco làm thôi các bác nhé. Đây là đĩa phanh của Gian luôn. Và tiếp theo một cặp vành. Vành con này được thiết kế đó là hợp kim nhôm hai lớp nhé. Vành là vành của Gian nhé. Cỡ là cỡ 26 nhé. Xong đốt cũng của Gian luôn. Đấy, là cực kỳ là to và cũng như là chuẩn xe, chuẩn Gian xe địa hình luôn. Đấy, cỡ của xong lốp nó cỡ 26 nhưng 1.95 nhé. Và tiếp theo là phần yên. Yên con này là yên da mềm của chính hãng Gian luôn. Cọc yên là cọc yên hợp kim nhôm Gian và pedal đó là pedal nhựa đúc bị bọc đạn nhá. Và có những cái hàng ray được thiết kế đó là hợp kim thép sẽ giúp cho mình đi sẽ đỡ bị trượt mà khóa nhanh của Gian. Trước sau đều có phản quang. Và ghi đông của vô tăng con này được thiết kế hợp kim nhôm, vô tăng kim nhôm đúc của Gian luôn. Và ghi đông là hợp kim nhôm, nó đều được phủ lên đó là lớp sơn màu đen với điện trục xước cao cấp nhá. Cục phanh hai bên đó là cục phanh Techco phanh dầu ấy, bóc cực kỳ là ăn, nó rất là nhẹ luôn. Và củ đề là Shimano Tunday bản mới nhất nhá, toàn bộ là bản cao cấp đấy, của bên 3 bên 7 nhá. Và tiếp theo phần phục vào bộ càng. Càng con này được thiết kế là hợp kim thép của chính hãng Gian luôn, và phục nó là phục dầu rất là êm nhé. Phanh trước Techco và Mayer của Gian bọc đạn quá nhanh và nhiều hai lớp sản phẩm của Gian cỡ 26 nhưng 95. Và đây là cái cấu hình con Gian ATX 720, một cái mẫu thì được rất nhiều các bác yêu thích. Em quay luôn cho xem cái clip này. Đấy, đường link mẫu xe sẽ để ngay bên dưới để các có thể vô tìm hiểu kỹ hơn chi tiết mẫu xe này cũng như là xem chọn cho mình mẫu đó, cái màu xe các bác yêu thích nhất nhá. Và để đặt hàng thì các bác liên hệ ngay số thoại hotline 0933522186 hoặc 0936307317 để được ngay ở mức giá ưu đãi hấp dẫn nhất khi hàng các bác nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã coi video này của em. Xin chào các bác.